Trong khi đó, thì dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp ở Hà Nội khi mà thời gian qua liên tiếp ghi nhận các ổ dịch và mới đây nhất là 7 ổ dịch tại quận Hà Đông. Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 362 ca mắc sốt xuất huyết dengue, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2014, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các quận Hà Đông, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì có số trường hợp mắc sốt xuất huyết cao. Quận Hà Đông đã ghi nhận 7 ổ dịch với 40 trường hợp mắc rải rác tại 6 phường trên địa bàn. Riêng phường Phúc La có đến 22 trường hợp. Hiện nay các đơn vị y tế, đặc biệt là Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, đang tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng xử lý ổ dịch triệt đề, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.